Công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco tuyển dụng nhân viên bảo vệ. Công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco được thành lập năm 1999, đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về dây cáp điện dân dụng mang thương hiệu Dafaco, Lion, dây điện tốt. Với phương châm chất lượng tốt, giá thành hợp lý, giao hàng kịp thời, mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc với trên 200 đại lý. Hiện công ty đang cần tuyển gấp 3 nhân viên bảo vệ. Yêu cầu: độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi, sức khỏe tốt, trình độ 9/12 hoặc 12/12, kinh nghiệm, có kinh nghiệm bảo vệ, ưu tiên bộ đội xuất ngũ, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, nghiêm túc, điềm đạm, thân thiện, có tinh thần học hỏi cao. Mô tả công việc: kiểm tra hàng hóa, xe cộ ra vào cổng và đăng ký đầy đủ và sổ xuất nhập, hướng dẫn khách vào lấy hàng hoặc liên hệ công tác. Chú ý quan sát cổng thường xuyên, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công ty. Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý, quyền lợi được hưởng. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, Tết, được đi tham quan và nghỉ dưỡng hàng năm, thưởng chuyên cần. Được phục vụ bữa ăn tại công ty, được cấp phát đồng phục bảo hộ lao động hàng năm. Thông tin liên hệ: công ty cổ phần dây cáp điện Dafaco. Địa chỉ: trụ sở 15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy sản xuất: lô LE8, đường số 3, khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người liên hệ: chị Loan. Điện thoại: 028 3719 1177. Hàng nộp hồ sơ: ngày 30 tháng 1 năm 2018.